Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư có nhận được đơn thư của ông Lê Quang Khang, thôn Hồng Quang, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu. Nội dung thư ông Khang phản ánh. Diện tích 405m2 đất này ở khu Bắc Bà Dứa là đất của gia đình vì năm 1976, gia đình ông đã đổi cho hợp tác xã để xây dựng nhà trẻ sân kho. Nhiều năm gia đình đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng không được các cấp giải quyết. Khi gia đình xây tường bao quanh, thì bị chính quyền địa phương đến đập phá, ngăn cản. Làm việc với ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu và ông Nguyễn Văn Sới, cán bộ địa chính xã thì được biết, ngày 20 tháng 3 năm 1998, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Giang có thành lập đoàn thanh tra giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của ông Lê Quang Khang. Từ những tài liệu kiểm tra xác minh, đoàn thanh tra có kết luận việc cụ Khoa là bố đẻ ông Khang đổi mảnh đất khu vườn táo, đất rau của gia đình cụ ra khu Bắc Bà Dứa là có thật. Diện tích này đã được chuyển đổi về đất thổ cư của gia đình ông từ những năm thực hiện nghị quyết khoán 10. Năm 1992, Ủy ban Nhân dân xã có chủ trương cho đấu thầu đất, trong đó có diện tích 405m2 này. Lúc đầu ông Khang không làm đơn thầu theo quy định của xã. Đến khi có người trúng thầu thì ông Khang mới gửi đơn về xã xin thầu. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, đối với vấn đề công dân phản ánh, đại diện chính quyền địa phương cho rằng: thứ nhất là về nguồn gốc là đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cho rằng là ông ấy là đất chiếm đoạt, ông không trả. Thế xong thứ hai nữa là nó thuộc nhóm đất nông nghiệp. Thì ủy ban xã đã tổ chức tuyên truyền vận động ông ấy là dừng và tháo dỡ nhưng mà không được. Thì buộc ủy ban xã phải thực hiện theo cái chỉ thị 02 và kế hoạch 93A là tháo dỡ. Ông ấy là một trong những công dân xây dựng trên đất không hợp pháp hợp lý và là cái nhóm đất nông nghiệp thì không được phép xây dựng. Trong cái quá trình ông ấy sử dụng thì cho đến bây giờ địa phương cũng chưa có nhận được một cái văn bản nào là ông ấy là thuộc cái nhóm đất chiếm đoạt không trả lại cho địa phương mà xem xét cấp giấy nhận cho ông ấy. Thứ hai nữa là cũng đang đề nghị cùng với ủy ban huyện rồi tỉnh xem xét cái quá trình rồi là sẽ có cái ý kiến đề xuất, cũng bây giờ cũng vẫn đang tiếp tục rà soát. Cấp giấy nhận thì cái thửa đất này nó thuộc nhóm đất nông nghiệp thì ông ấy là chiếm đoạt mà thuộc là nhóm đất của ủy ban xã quản lý, nó thuộc quỹ đất công điền thì đã là thuộc quỹ đất công điền thì không thể cấp được cho hộ gia đình cá nhân. Khi phóng viên có trao đổi với gia đình ông Khang thì đại diện gia đình ông Khang cho rằng năm 76 cụ tôi là Lê Văn Khoa đấy có đổi cho hợp tác xã và cái đội 1 để đội 1 gọi xóm Minh Khai của xóm làm cái sân kho của xóm. Thì khi giả nhà tôi, giả cụ tôi là ra đất đầm là Bắc và Dứa. Đấy khi từ năm 76 đến bây giờ nhà tôi vẫn cứ canh tác làm bình thường. Thì đến năm 92 là bắt đầu là xã mới bảo là bán cho anh Kính rồi là về tranh chia. Đấy thì bây giờ xong bảo là không phải đất nhà tôi. Thế bây giờ tôi chỉ hỏi mọi người là không phải đất nhà tôi thì bảo là giả rồi, bảo giả nhà tôi chỗ khác thôi thì giả với mục đích chỗ nào là cái thứ nhất. Thứ hai là không phải đất nhà tôi thì đất nhà tôi thì giả lại phải, nếu mà không giả chỗ gọi Bắc và Dứa thì phải giả lại chỗ sân kho, đều là một mảnh đất của cụ tôi, nghĩa là nguồn gốc đổi ra. Gia đình nhà tôi vẫn cứ làm thì năm đấy cũng không ai động chạm gì cả. Đoàn thanh tra liên ngành năm 1998 kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu có trách nhiệm quản lý thửa đất nơi trên và truy thu các khoản nghĩa vụ đóng góp đối với nhà nước và hợp tác xã do gia đình ông Khang cố tình sử dụng trong những năm trước đây. Hơn 20 năm, kiến nghị của đoàn thanh tra đã được chính quyền xã Tân Châu và gia đình ông Khang thực hiện chưa? Đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ để tránh tình trạng đơn thư kéo dài.